Hãng thông tấn CNBC Mỹ đưa tin, quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công lớn để giành lại các khu định cư ở tỉnh Kursk bị lực lượng Ukraine chiếm giữ kể từ cuộc tấn công xuyên biên giới ngày 6 tháng 8. Thiếu tướng Nga Atia Laudinov, chỉ huy đặc nhiệm Akhmat tại Kursk cho biết, quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 10 khu định cư ở Kursk. Ông Alaudinov nói, tình hình của chúng tôi rất tốt, các đơn vị của chúng tôi đã chuyển sang thế tấn công. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 9, tổng cộng khoảng 10 khu định cư ở Kurs đã được giải phóng. Trong ngày 12 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi ra khỏi Kurs và chắc chắn sẽ bị đánh bật hoàn toàn. Theo tờ Moskovsky Komsomolets Nga, tại Kurs, các công trình phòng thủ đã được dựng lên trong thời gian kỷ lục để ngăn chặn bước tiến của Ukraine. Chuyên gia quân sự Alexander Arutyunov, người vừa khảo sát thực địa 3 tuần tại Kursk, bày tỏ sự ngạc nhiên chỉ trong vòng 18 ngày, họ đã đào, lấp và đổ bê tông với tiến độ nhanh tới mức. Dù quan sát qua hình ảnh vệ tinh thì cũng đủ nhận thấy đây là công trình đồ sộ. Làm thế nào một phép màu như vậy có thể xảy ra? Theo vị chuyên gia, nếu xem được hình ảnh vệ tinh, Kiev và phương Tây sẽ bị sốc vì thời gian xây dựng các công trình kỹ thuật của Nga quá nhanh. 18 ngày, tức là chỉ hơn 2 tuần một chút, kể từ thời điểm quyết định xây dựng công trình phòng thủ được đưa ra và giao phó cho đại diện Bộ Quốc phòng Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 9 cho biết Kiev đã lường trước được cuộc phản công của Nga. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng tin DW Đức, một sĩ quan giấu tên trong Cục An ninh Ukraine SBU thừa nhận Nga đạt được một số thành công nhất định. Nguồn tin nói với DW, cuộc tấn công của Nga đang diễn ra theo hướng làng Godevka, tỉnh Kursk và họ đã đạt được một số thành công nhất định ở đó, Ngoài ra, lực lượng Nga đang tìm cách giải vây cho nhóm quân của họ mắc kẹt tại quận Glutkovsky. Song song với cuộc phản công ở Kursk, trang tin Ukraine.ru, lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công khiến thế trận toàn miền đông Ukraine dùng chuyển. Các đợt tấn công của Nga trên toàn chiến tuyến dài 1.200 km ở Ukraine đang tăng vọt. Trong ngày 12 tháng 9, lực lượng Nga tiếp tục đẩy mạnh các đợt tập kích theo hướng Pokrov, và đánh bật quân Ukraine ra khỏi khu định cư Ukrainska, quận Pokrov. Ukraine.ru cho hay, các đơn vị tác chiến của Ukraine đã rút khỏi Ukrainska vào sáng 12 tháng 9. Lực lượng Nga hiện đang lùng sổ các ổ kháng cự còn sót lại. Cuộc tấn công vào Ukrainska đã được tiến hành để bao vây thành phố Pokrov từ bên sườn. Theo các chuyên gia quân sự, một khi Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn Ukrainska, nơi này sẽ trở thành bước đệm hoàn hảo để lực lượng Nga vào sâu tuyến phòng thủ của Ukraine. Bên cạnh đó, theo hãng tin DW, lực lượng Nga đã cắt đứt nguồn cung cấp nước cho thành phố Pokrov. Hiện nơi này vẫn còn 26.000 cư dân, trong khi tốc độ tiến quân của Nga đang rất nhanh và với quy mô lớn. Trong khi đó, theo kênh tin tức 24TV Ukraine, tình hình chiến sự trên lãnh thổ Ukraine vẫn rất khó khăn. Nga vừa muốn giành quyền kiểm soát các địa bàn mới, vừa muốn lấy lại các vị trí đã mất chỉ trong 24 giờ trước đó, 105 cuộc giao tranh đã được ghi nhận. Ngoài Pokrov, ba hướng ghi nhận giao tranh ác liệt nhất hiện nay là Kupiang 16 cuộc tấn công trong 24 giờ, Limang 11 cuộc tấn công và Kurakhovsky 23 cuộc tấn công. Liên quan tới tình hình chiến sự ở Ukraine, hãng thông tấn TASS Nga cho biết trong ngày 11 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov đã lần đầu tiên tới thị sát nhóm quân phía Tây Zapad của Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt SVO kể từ khi được tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm chức vụ mới vào tháng 5 năm nay. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, ông Belousov đã tổ chức một cuộc họp tại sở chỉ huy của nhóm quân Zapad và nghe báo cáo từ bộ chỉ huy về tình hình chiến sự hiện tại, tiến độ cung ứng cho quân đội trong khu vực SVO cũng như các động thái của đối phương Ukraine chỉ huy nhóm quân sẽ Zapad Sergei Kuzovlev đã báo cáo với ông Belusov về những tổn thất đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Tại sở chỉ huy, bộ trưởng quốc phòng nga đã nhận được dữ liệu kiểm tra khách quan về mức độ thiệt hại trang thiết bị quân sự cũng như quân lực của Ukraine. Trong chuyến thị sát, ông Belusov đồng thời trao tặng giải thưởng cấp nhà nước cho các quân nhân nga, trong đó có huân chương anh dũng, huy chương vì lòng dũng cảm và cảm ơn họ vì đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ ở tiền tuyến. Một ngày trước chuyến thăm của ông Belousov, Bộ Quốc phòng Nga đã nêu bật bước tiến của nhóm quân Zapad. Theo đó, nhóm quân của Nga đã loại bỏ được lượng lớn trang thiết bị, cũng như quân lực của Ukraine, tại các khu định cư Petrov Pavlovka, Kupiang Utlovaya, tỉnh Kharkiv, Makayevka, Lugan và Toskoye, Donetsk. Tổn thất của Ukraine lên tới 530 binh sĩ, hai xe chiến đấu bọc thép Kazan, 13 ô tô đặc trùng, một hệ thống pháo phản lực phóng loạt Grad, một lựu pháo M77 155mm, một pháo D20 152mm và một pháo Gvozdika 122mm, hai lựu pháo L119 105mm cùng hai trạm tác chiến điện tử Anklav N và bốn kho đạn dược giã chiến sau khi Ukraine đột kích vào tỉnh Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 năm 2024, Tổng thống Nga Putin đã đặt ra mốc là ngày 1 tháng 10 để quân đội Nga đẩy lui hoàn toàn lực lượng Ukraine khỏi Kursk. Quân Nga hiện nhắm tới Sanagos, một ngôi làng nằm về phía nam của sông Sem, cách biên giới hai nước 12,8 km về phía bắc. Mũi tấn công này có sự tham gia của ít nhất 8 xe tăng và các xe thiết giáp khác thuộc Trung đoàn lính dù 51 của Nga ngôi làng vẫn trong trạng thái bị danh giật vào thời điểm vài tiếng sau khi cuộc phản kích bắt đầu nhóm phân tích deepset của ukraine đánh giá tình hình ở sườn trái của nhóm chúng ta tại Kursk đang xấu đi đồng thời một lực lượng nga khác sốc tới làng ulanov trên sườn phải của lực lượng ukraine tại Kursk. hiện chưa rõ cách quân nga tới snagos có hai lối đi tới ngôi làng này từ lãnh thổ do nga kiểm soát từ tây bắc vượt sông sem hoặc từ thị trấn kodenevo gần đó vượt qua vùng đất khô Khả năng thứ hai có lẽ là cao hơn do quân đội Ukraine đã phá hủy mọi cây cầu cố định bắc qua sông Sem ở Kursk, đồng thời cũng đã phá hủy hầu hết cầu phao mà quân Nga lắp ở khu vực này. Các binh sĩ Ukraine chốt tại Kursk đang hứng chịu đòn tấn công ở nơi xa nhất với tuyến tiếp tế từ thành phố Sumy của Ukraine. Tất nhiên, trận chiến rất động. Theo nhóm phân tích mang tên là Trung tâm Chiến lược Quốc phòng của Ukraine, quân Nga đã tái chiếm Ulanok bên sườn phải của khúc lồi Coss, nhưng đồng thời binh sĩ Ukraine ở tây nam của Snagos, bên sườn trái của chỗ lồi, đang tiến công lực lượng Nga, dù rằng bản thân Snagos đang đứng trước nguy cơ rơi vào tay quân Nga. Nhưng nhìn chung đây là thời khắc rất khó khăn. Đối với Ukraine, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine đã tạo cho mình rủi ro lớn khi ra lệnh tấn công vào Kursk. Năm tuần sau khi Ukraine đột kích vào Kursk, chiến dịch này vẫn bị coi là canh bạc mạo hiểm của Kiev. Mặc dù chiến dịch đó có thể mang lại cơ hội mong manh cho Kiev, mặc cả với Moscow trên bàn đàm phán, trên thực tế lực lượng Ukraine bám trụ tại Kursk luôn có nguy cơ bị phản kích, hứng chịu tổn thất và bị đánh bật khỏi đây. Với lực lượng ít ỏi của mình, rất khó để Ukraine vừa giữ vững Kursk, vừa phòng thủ tốt ở miền đông nước này. Trong lúc kiev tiến đánh cướp một cách mơ hồ, thì tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, tập đoàn quân binh chủng hợp thành số 2 rất mạnh của Nga đang tiến vững chắc về Pokrovsk, thành trì quan trọng của Ukraine, án ngữ nhiều tuyến đường quan trọng. Quân Nga đã phá vỡ từng hệ thống phòng ngự của Ukraine quanh Pokrovsk, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng giải thích tình hình ở khu vực phía Nam trên hướng Pokrovsk vẫn cực kỳ khó khăn, đối phương đã thiết lập được lợi thế về số lượng trong khu vực này. Lực lượng Ukraine phòng ngự quanh thị trấn Pokrovsk bị đối phương áp đảo về số lượng với tỷ lệ 4 chọi 1. Lực lượng này gần đây đã mất lữ đoàn thiện chiến nhất của mình khi lữ đoàn cơ giới số 47 đã bị hao mòn sau 15 tháng chiến đấu liên tục được luân chuyển ra khỏi tiền tuyến. Bộ Tổng tham mưu Ukraine có giữ lại một số lữ đoàn dự bị cho việc bảo vệ Pokrovsk nhưng những lữ đoàn này chỉ làm chậm chứ không chặn được đà tiến của quân Nga đa phần lực lượng thiện chiến nhất và trang bị tốt nhất của Ukraine đã được tung vào mặt trận Kursk, trong đó có lữ đoàn xung kích đường không cùng các xe tăng và xe chiến đấu bộ binh do phương Tây sản xuất. Ukraine đã được phương Tây viện trợ các phương tiện chiến đấu hiện đại như là xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, số lượng các xe tăng này là hạn chế. Hơn nữa, mặc dù M1 Abrams được xem là một trong những cỗ xe tăng thượng hạng của thế giới, nhưng trên chiến trường Ukraine, chúng tỏ ra là khá yếu đuối trước UAV cảm tử của Nga. Những chiếc xe tăng Abrams của Mỹ đến tay quân đội Ukraine lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Đến tháng 10 năm đó, toàn bộ 31 xe tăng đã được chuyển giao cho Ukraine nhưng chỉ vài tháng sau đó xuất hiện tin tức nói rằng xe tăng abrams đang được rút khỏi chiến trường do bị uav nga tấn công đã có ít nhất năm chiếc abrams bị uav nga phá hủy trước thực tế này ukraine đã phải gắn thêm giáp lồng bên trên các xe tăng này để bảo vệ lớp giáp chính của xe khi uav đối phương chạm vào giáp lồng uav sẽ phát nổ và giáp lồng hứng phần lớn sóng sung từ thuốc nổ trên uav cho tới nay, 25 xe tăng Abrams của Ukraine đã được gắn những lồng thép như vậy. Có một nhà máy tại Ukraine chuyên sản xuất giáp lồng cho xe tăng và mỗi xe tăng cần 12 tiếng đồng hồ mới lắp xong các tấm màn bảo vệ bằng thép này. Theo thông tin từ Topco, các đơn vị Nga vẫn đang tích cực tiến hành các hoạt động phản công và giành lại ngày càng nhiều các khu định cư ở vùng biên giới Cusk tuyến phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraina gần Pokrovsky và Tonsoluk đã thực sự sụp đổ. Lực lượng Ukraina hiện đang làm mọi thứ có thể để giữ Lyubimovka, một trung tâm hậu cần quan trọng. Để mất quyền kiểm soát với khu định cư này sẽ đánh dấu sự thất bại của canh bạc liều lĩnh của Ukraina ở Kursk. Giao tranh cũng tiếp diễn xa hơn về phía nam Kursk tại khu vực Darino. Một ngày trước đó, các nguồn tin cũng từng cho biết một số đội hình của Ukraina đã rút lui về khu vực Sumy trong quá trình luân chuyển quân. Tuy nhiên, không có bất kỳ đơn vị nào thay thế được phát hiện đã đến khu vực Kursk. Trong khi đó, khoảng 4 nỗ lực của lực lượng vũ trang Ukraine nhằm đột phá theo hướng Kursk gần các khu định cư Noviput và Medvezie đã bị ngăn chặn. Tại đây, Ukraine mất 8 xe bọc thép, 4 xe tăng, 3 xe bọc thép chở quân và 2 xe dọn chướng ngại vật. Máy bay chiến đấu của Nga đang tiếp tục tìm kiếm và tiêu diệt hiệu quả các đơn vị Ukraine đang cố gắng ẩn náu trong rừng. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine ở khu vực Fanasyevka và snagos Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 11 tháng 9 cho biết lực lượng Ukraine đang dần bị đẩy lùi khỏi Kursk và sẽ bị đẩy lùi hoàn toàn. Telegraph cũng dẫn nguồn tin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh cho quân đội Nga đẩy lùi các lực lượng Ukraine ra khỏi vùng lãnh thổ Kursk trước ngày 1 tháng 10 tới. Các nguồn tin của Nga cho biết quân đội nước này đã giành lại được hơn 1 phần 10 trong số 1.300 km vuông mà lực lượng Ukraine tuyên bố kiểm soát kể từ ngày 6 tháng 8. Trái lại, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố chiến dịch của nước này ở Kursk vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận Nga đã bắt đầu các hoạt động phản công cục bộ, mang tính chiến thuật và có thể đã đạt được những bước tiến nhỏ ở Kursk. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý nhiều khả năng Nga sẽ tiếp tục củng cố lực lượng để tiến hành một cuộc phản công có chủ đích hơn. Giới chức phương Tây nhận định Nga khó có thể giành lại các phần của khu định cư mà Ukraine đang kiểm soát trong cuộc đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk. Lực lượng Ukraine trong khu vực này hiện đã chuyển dần sang thế phòng thủ sau khi Nga bắt đầu cuộc phản công lớn đầu tiên tại biên giới phía Nam. Thông báo của đội đặc nhiệm Rosvadia trên kênh Telegram cho biết, bằng việc sử dụng xe tăng T-72B3M, các hệ thống tên lửa chống tăng Konet và súng cối 2B-11, đội đặc nhiệm đã tiêu diệt các vị trí của quân đội Ukraine. Điều này đã được xác nhận qua các hình ảnh từ UAV. Cơ quan này cho biết các thông tin tình báo đã giúp quân đội và binh sĩ Rosvadia lập kế hoạch cho cuộc tấn công hỏa lực thành công. Kết quả là quân đội Ukraine đã mất khoảng 50 người, bao gồm cả chết và bị thương, 5 điểm căn cứ tạm thời đã bị tiêu diệt và 3 trạm tác chiến điện tử bị phá hủy. Ngoài ra, các binh sĩ Rosvadia đã sử dụng các thiết bị tác chiến điện tử để vô hiệu hóa 16 máy bay không người lái FPV của Ukraine và bắn hạ thêm 9 chiếc bằng súng trường. Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, trong hơn một tháng kể từ khi tấn công xâm nhập Kurs, quân đội Ukraine đã mất hơn 12.000 người và khoảng 100 xe tăng. Nhiều chuyên gia và báo chí phương Tây cho rằng Ukraine đang chịu những thiệt hại to lớn ở Kurs. Nhà báo Ireland Charles Bowen nhận định hôm 12 tháng 9, các đơn vị Ukraine đang rời khỏi vị trí của mình ở Kurs vì lo sợ bị bao vây do cuộc phản công nhanh chóng của Nga. Ông lưu ý quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một số khu định cư trong khu vực, dẫn đến thất bại của Ukraine trong cuộc xâm nhập vào Kursk. Nhà báo viết, sườn mặt trận của xâm nhập của Ukraine đã sụp đổ. Nga khẳng định chiến dịch tiêu diệt các đơn vị quân đội Ukraine ở Kursk vẫn tiếp tục và trong hai ngày qua, các đơn vị nhóm quân phía Bắc của Nga đã kiểm soát được 10 khu định cư. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quân đội Nga đang đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực Kursk và sẽ đạt kết quả. Hơn một tháng sau khi Ukraine tiến hành cuộc tấn công chưa từng có vào tỉnh Kursk của Nga, lực lượng Nga đã bắt đầu phản công với mục tiêu cuối cùng là đẩy quân đội Ukraine ra khỏi khu vực biên giới bị kiểm soát một phần. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 12 tháng 9 đã xác nhận các báo cáo về cuộc phản công ở Kursk, đồng thời nói một cách bí ẩn rằng mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch của Ukraine. Ông Zelensky không cung cấp thêm thông tin chi tiết, nhưng những diễn biến về cuộc phản công ở Kursk đã diễn ra khi Tổng thống Ukraine tiếp tục hối thúc các đồng minh phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga. Cuộc tấn công bất ngờ của Ukraine vào tỉnh biên giới Kursk của Nga diễn ra vào ngày 6 tháng 8 và đánh dấu cuộc xâm nhập quy mô lớn đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II các vùng lãnh thổ mà Ukraine đang kiểm soát ở Nga cũng có thể mang lại cho Kiev đòn bẩy có giá trị trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Tuy nhiên, khi lực lượng Nga tiếp tục giành được những bước tiến đáng kể ở miền đông Ukraine, một số nhà phân tích đã nêu lên mối lo ngại về hiệu quả của việc sử dụng các nguồn lực hạn chế của Ukraine trong việc kiểm soát lãnh thổ Nga. Nếu cuộc phản công của Moscow giành lại thành công các khu vực do Ukraine kiểm soát ở Kursk, những nỗ lực của Kiev cuối cùng cũng trở nên vô ích. Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 12 tháng 9 tuyên bố lực lượng Moscow đã giành lại 10 khu định cư ở Kursk kể từ khi cuộc phản công bắt đầu dọc theo sườn phía Tây của khu vực do Ukraine kiểm soát. Phạm vi lãnh thổ mà lực lượng Nga giành lại vẫn chưa rõ ràng vì các tuyên bố của Moscow chưa được xác minh độc lập. Theo Emin kassar một nhà phân tích OSINT của tổ chức Blackbird Group có trụ sở tại Phần Lan và là chuyên gia về lịch sử quân sự Ông nói Nga đã đạt được thành công tại địa phương, có thể là bằng cách đẩy lùi Ukraine vài km và chiếm được ít nhất 2-4 ngôi làng. Quân đội Ukraine vẫn chưa bình luận về cuộc phản công của Nga ở Kursk. Trong bản cập nhật mới nhất vào ngày 6 tháng 9, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine kiểm soát hơn 1.300 km vuông và khoảng 100 khu định cư ở Kursk. Theo nhóm giám sát Deep State của Ukraine, lực lượng Ukraine đã nắm giữ khoảng 875,3 km vuông tính đến ngày 12 tháng 9. Chuyên gia Kastehemin cho biết cuộc phản công của Nga nhằm mục đích mở một tuyến đường bộ từ Goluskovo đến Kodenevo để giảm thiểu tác động của các cuộc không kích của Ukraine vào các cây cầu bắc qua sông Sem vốn đặt ra thách thức về mặt hậu cần cho khu vực ở phía Nam. Chuyên gia Kastehemin cho biết, để tiếp tục tiếp viện cho khu vực, Nga buộc phải triển khai các cây cầu tạm, vốn cũng là mục tiêu của các cuộc không kích của Ukraine. Vấn đề này đã được giải quyết bằng cuộc phản công hiện tại Ngoài ra, cuộc phản công thu hẹp phần lãnh thổ do Ukraine nắm giữ ở Kursk có khả năng làm phức tạp thêm các cuộc tiến công của Ukraine về phía Lugov. Tùy thuộc vào việc Nga có thể tiến xa đến đâu với cuộc tấn công hiện tại của họ, chuyên gia Kastemir nói thêm. Trong đánh giá mới nhất vào ngày 11 tháng 9, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết lực lượng Nga có thể nhắm đến việc tạm thời chia cắt phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát ở Kursk để thiết lập các vị trí chiến thuật tốt hơn trước khi phát động một chiến dịch phối hợp hơn nhằm trục xuất quân đội Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Báo cáo của ISV cho biết lực lượng Nga có thể đang nỗ lực thiết lập các vị trí thuận lợi hơn về mặt chiến thuật trong các cuộc phản công ban đầu trước khi bắt đầu một chiến dịch phản công rộng hơn đẩy lùi lực lượng Ukraine hoạt động ở phía đông bắc Kodenevo và gần Suza. Suza là khu định cư lớn nhất do Ukraine nắm giữ ở Kursk và là nơi có một trạm xử lý quan trọng đối với khí đốt của Nga được xuất khẩu sang châu Âu thông qua các đường ống lớn đi qua Ukraine. Thị trấn này có vẻ an toàn vào lúc này, nằm cách Obukhovka khoảng 25 km về phía đông nam, ngôi làng gần nhất mà Nga tuyên bố đã chiếm lại trong cuộc phản công. Kiev đã nói rằng một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công vào Kursk là chuyển hướng lực lượng Nga khỏi mặt trận Donbass Đôn phía đông Ukraine, nơi Moscow đang tiến gần đến thành phố chiến lược Pokrovsk và tiến vào các khu vực khác. Theo Tổng thống Zelensky, tính đến đầu tháng 9, Nga đã rút hơn 60.000 quân để đối phó với cuộc tấn công đang diễn ra của Ukraine tại Kursk, trong khi Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Zizky ước tính vào cuối tháng 8 rằng 30.000 quân đã được chuyển hướng đến khu vực này. Mặc dù vẫn chưa rõ có bao nhiêu quân Nga tham gia vào cuộc phản công, nhưng các đơn vị từ một số lữ đoàn, bao gồm lữ đoàn thủy quân lục chiến 155, trung đoàn nhảy dù 51 và 56, được cho là đang tham gia. Theo chuyên gia Kastihemin, mặc dù đã tái triển khai, Nga dường như vẫn có đủ lực lượng dự bị để duy trì các cuộc tấn công ở Kakos và vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Dara Masikot, thành viên cấp cao tại chương trình Nga và Âu Á của Quỹ Kennedy vì Hòa bình Quốc tế nhận định, mặc dù đã quan sát thấy các dấu hiệu ổn định gần Pokrovsk trong hai tuần qua, Nga vẫn chưa ngừng hoạt động tấn công chính trong khu vực, với các cuộc tấn công liên tục nhằm thăm dò điểm yếu. Trong khi đó, tình hình đang ngày càng trở nên khó khăn hơn gần Vuleda, một thị trấn khai thác mỏ nhỏ ở phía nam Pokrovsk, đóng vai trò quan trọng đối với quốc phòng của Ukraine ở phía nam Donetsk. Chuyên gia Kasehemin cho biết, cuộc phản công ở Kursk khó có thể thay đổi tình hình chung theo hướng có lợi cho Ukraine ở những nơi khác, nhưng có khả năng một số khu vực sẽ phải chịu ít áp lực hơn trong thời gian nhất định. Tuy nhiên, tác động này có thể chỉ mang tính cục bộ. Các chuyên gia quân sự cho biết sau nhiều ngày phản công vẫn còn quá sớm để đánh giá liệu Ukraine có thể giữ được vùng đất đã kiểm soát được ở Kursk hay không và diễn biến này có thể có ý nghĩa gì đối với cuộc xung đột hiện nay. Chuyên gia quân sự Ukraine Sehi Zikurets cho rằng cuộc phản công của Nga ở Kursk đã được dự đoán trước. Theo Zikurets, cuộc tấn công có thể cho phép lực lượng Ukraine đạt được một số mục tiêu ban đầu của chiến dịch Kursk. Zygurev viết, Nga cuối cùng đã thực hiện bước đi mà các nhà hoạch định quân sự của chúng tôi dự đoán khi chuẩn bị cho cuộc tấn công bằng cuộc xâm nhập vào Kursk. Cụ thể là buộc đối phương phải tái triển khai lực lượng đến mặt trận mới này từ các khu vực khác, bao gồm cả Pokrovs, tạo ra vùng đệm ở Sumy và bảo đảm hạ gục hoặc bắt giữ tối đa nhân lực và thiết bị của đối phương. ISVK đã viết trong báo cáo vào ngày 11 tháng 9 rằng Moscow có thể cân nhắc chuyển thêm các đơn vị có năng lực hơn từ Ukraine để đối phó với hoạt động của Ukraine tại Kursk. ISVK bình luận vẫn chưa rõ liệu các nhà chức trách Nga ứng phó với cuộc xâm nhập Kursk có đánh giá rằng nhóm lực lượng Nga hiện tại ở Kursk chủ yếu bao gồm lính nghĩa vụ, lực lượng không chính quy của Nga và lực lượng nhỏ hơn trong các đơn vị chính quy và tinh nhuệ của Nga có thể đẩy lùi thành công lực lượng Ukraine khỏi khu vực này hay không. Chuyên gia Masikot đồng tình với đề xuất này, lưu ý rằng Nga đã tái triển khai lực lượng từ nhiều nơi dọc theo tuyến đầu để hỗ trợ Kursk, nhưng lực lượng ở đó vẫn còn rất khác biệt về năng lực. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã bắt đầu các cuộc tấn công mới ở Kursk và dường như đã ngăn chặn được đợt tấn công ban đầu của các cuộc phản công của Nga, nhưng tình hình vẫn có thể thay đổi, theo chuyên gia Kasehemin. Chuyên gia Kasihemin cho biết Ukraine có thể sẽ cố gắng củng cố các vị trí của mình ở Kursk xây dựng các công sự ở phía biên giới của Nga nếu họ có kế hoạch kiểm soát khu vực này lâu dài. Chuyên gia Kasihemin dự đoán Ukraine có thể sẽ cố gắng tiến công ở một số khu vực nhưng những bước tiến này có thể sẽ diễn ra dần dần thay vì nhanh chóng. The Hazon đưa tin, Nga đã tham gia vào một cuộc đua máy bay không người lái giải nhiệt nhôm với Ukraine. Sự kiện này diễn ra khoảng một tuần sau khi các video đầu tiên cho thấy UAV Ukraine dài nhiệt nhôm xuống các vị trí của quân đội Nga ở dưới hàng cây và chiến hào. Khi bị đốt cháy, nhiệt nhôm một hỗn hợp bột sắt và nhôm bị oxy hóa có thể đạt nhiệt độ đủ cao để làm tan chảy thép. Nhiệt nhôm chủ yếu được sử dụng trong lựu đạn và đạn pháo, cháy ở nhiệt độ khoảng hơn 2.400 độ C. UAV được trang bị nhiệt nhôm có khả năng phá hủy mạnh mẽ vì chúng bốc cháy khi tiếp xúc, tạo ra ngọn lửa có thể thiêu dụi mục tiêu phía dưới. Nhiệt nhôm được xem là ít gây thương vong hơn so với phốt pho trắng hoặc napalm. Một video do nhà báo quân sự nghề Nga Andrei Medvedev công bố trên Telegram cho thấy Moscow đã triển khai máy bay không người lái nhiệt nhôm của riêng họ. Trong video, một người lính Nga được nhìn thấy đang gắn một hộp đựng nhiệt nhôm vào máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất UAV FPV. Sau đó, UAV được phóng đi, được cho là hướng đến một vị trí của Ukraine. UAV phun lửa sẽ phun kim loại nóng chảy từ phản ứng nhiệt nhôm khi bay, tạo ra một trận mưa hỏa lực. Binh sĩ trong bong kè hoặc đội mũ bảo hiểm và áo giáp thường an toàn nếu họ không nhìn lên trên nhưng nhiệt nhôm có thể gây ra hỏa hoạn. Phản ứng nhiệt nhôm đốt các vật liệu dễ cháy, đặc biệt là trong điều kiện khô, dẫn đến các đám cháy nhỏ có thể bùng phát thành đám cháy lớn hơn. Những đám cháy này và khói sinh ra có thể buộc binh sĩ đối thủ phải từ bỏ vị trí. Ngoài ra, nhiệt độ cao của chất này và khó khăn trong việc dập tắt nó làm dấy lên mối lo ngại về thương vong dân sự tiềm tàng từ phản ứng nhiệt nhôm. Vì vậy, vũ khí dùng nhiệt nhôm thường không được khuyến cáo sử dụng gần khu dân cư sinh sống do mối đe dọa ở ukraine địa hình phổ biến là những cánh đồng rộng lớn thường bị chia cắt bởi những hàng cây hẹp đóng vai trò là các vị trí phòng thủ quan trọng những hàng cây này cung cấp sự che chắn cần thiết trong một cuộc xung đột liên tục vì vậy việc dùng uav phun lửa có thể loại bỏ đi những chướng ngại này nó cũng cho thấy uav ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến ở ukraine khi giờ đây chúng được cải tiến công nghệ liên tục để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau kênh Military Samari đưa tin về phía Kurs, cuộc phản công của lực lượng Moscow vẫn tiếp tục và thậm chí còn dữ dội hơn. Hiện nay có các cuộc tấn công tập trung từ phía Bắc và họ đạt được thành công. Nếu mất thêm nhiều ngôi làng hơn từ phía Đông và phía Bắc, quân đội Ukraine AFO sẽ bị bỏ rơi ở phần phía Bắc của các khu vực xung quanh Olgovka. Bên cạnh đó, Nga cũng được cho là đã tiến hành một cuộc phản công ở phía Đông và tấn công theo hướng Suza. Ở Chasovya, quân đội Nga RFAF đã đạt được thành công và có thể tiến về phía bắc thành phố dọc theo con kênh. Tại Pokrovsk, lực lượng Moscow có thể tiến về phía tây Novohrodivka và theo các nguồn tin của Ukraine, đối phương đã ở trung tâm ngôi làng Lysivka lân cận. Vị trí địa lý hiện tại cho thấy một vạc dầu bao vây AFU ở Marinivka. Đồng thời, binh sĩ Nga cũng đang tiến vào Ukraine và chiếm thêm nhiều khu vực khác của thị trấn. Kênh Ridovka cho biết lực lượng Moscow đã xuyên thủng hang phòng ngự của đối phương ở phía đông Torres và nhanh chóng tiến về trung tâm thành phố. Cụ thể, họ đã chiếm thêm lãnh thổ và các bãi thải liên kề của mòn Novaya cùng với tiểu khu số 1 được kiểm soát, RFAF, hình thành một vòng vây ôm trọn vị trí phòng thủ duy nhất của AFU, bao trùm phía đông thành phố. Giờ đây, con đường dọc theo phố trung tâm tiến sâu vào Torres đã mở toang cho lực lượng Moscow. AFU cố gắng bám vào các tòa nhà cao tầng nằm ở phía tây để cố thủ. Việc chiếm các bệ thải của mỏ Novaya và ika 2 đã tạo ra cơ hội cho RFAF bắt đầu cuộc tấn công vào Zabanka, tiểu quận cực nam của Torres, từ phía đông xuyên qua các đồn điền trong rừng. Lực lượng Moscow cũng tiến vào Nelepovka, đến sân ga và ở New York, nokorod binh sĩ của họ chiếm giữ khu vực được hình thành bởi đại lộ Sakterov và phố Kievskaya. Theo kênh Tiba tại vùng Kurs, các đơn vị Nga phát triển thành công của những ngày trước đẩy đối phương ra khỏi nhiều khu định cư trước đây bị chiếm giữ. Tại quận Kodenevo, lực lượng Moscow đã dọn sạch khu định cư Krasnutiapskoye. Họ chiếm được một chiến lợi phẩm là chiếc xe bọc thép International Max do Mỹ sản xuất. AFU cũng tấn công một nhóm xung kích gần Vizhnevka bằng máy bay không người lái và sau đó Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về việc giành quyền kiểm soát ngôi làng Tại Snagos, một nhóm chiến binh Ukraine đã rơi vào một cuộc phục kích có tổ chức ở vùng ngoại ô phía nam. Một chiếc xe buýt nhỏ chở các thành viên AFU đã bị bắn ở cự ly gần bằng súng phóng lựu chống tăng RPG. Ngoài ra, RFAG đã chiếm lại Obukhovka, tiến về phía trang trại Pokrovsky ở quận Suzha. AFU đã bị đánh bật khỏi vùng ngoại ô Biakovo, Godejevka, Vnezabnoye và Viktorovka Đồng thời ở phía Bắc Onkoka, giao tranh vẫn tiếp diễn, nơi lực lượng Moscow đẩy lùi các nỗ lực của AFU nhằm lấn sâu hơn vào tuyến phòng thủ của mình. Tại quận Gluskovo, các đội hình của Kiev tiếp tục tấn công không thành công vào vùng ngoại ô của các khu định cư Medvezie và Novibut. Một xe giả phá bom mìn IMR-2 thậm chí đã chạy được vài trăm mét trước khi kích nổ một quả mìn. Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực biên giới. Những nỗ lực củng cố các ngôi làng cụ Ukraine đã bị ngăn cản. Tại quận Gia, một xe chiến đấu bộ binh BMP đã bắn thẳng vào các vị trí Ukraine ở Doskaya, Konopenka, và ngôi làng này hiện phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở khu vực Martinivka và Fanasejevka. Ukraine đã công bố cảnh quay về cuộc pháo kích vào các vị trí của RF AF gần làng Malaya Lugnia. Tuy nhiên, do ngôi làng không bị phá hủy trong đoạn video được công bố, nên nhiều khả năng cảnh quay này là từ kho lưu trữ. Nhà phân tích quân sự Julian Tepke, thuộc báo Bill của Đức nhận định lực lượng Moscow đã đánh bật quân đội Ukraine khỏi Krasnusiapsky, Komarovka và Snagos ở khu vực Kursk, nhưng tình hình với binh sĩ Kiev có thể còn tồi tệ hơn nhiều. Tình hình thực tế có thể tồi tệ hơn nhiều so với trên bản đồ của tôi, ông viết. Tại Snagos, RFAF cũng bắt giữ thêm nhiều lính Ukraine Ngoài việc tuyên truyền, nếu một trong những mục tiêu của chiến dịch Kursk là bổ sung quỹ trao đổi quốc gia, thì hôm nay là một ngày tốt để Kiev xem xét lại hoạt động này, nhà phân tích nhấn mạnh. AFU đã tìm cách chiếm level đây là một phần quan trọng trong chiến lược của Ukraine tại khu vực này, vốn đã thất bại vào giữa tháng 8. Ông nói về sự thất bại trong chiến lược của Kiev. Dù vậy, Tổng thống Vladimir Zelensky hôm 12 tháng 9 cho biết rằng cuộc phản công của Moscow ở Kursk đang diễn ra theo kế hoạch của Ukraine. Kênh Tiba đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một loạt cuộc tấn công khác vào các mục tiêu ở nhiều khu vực khác nhau trong lãnh thổ Ukraine. Một trong những cuộc tấn công là vào trạm biến áp 330 kV Konotov gây ra sự cố mất điện tạm thời tại khu định cư cùng tên. Đến lượt mình, Kiev một lần nữa phóng UAV tại vùng Murmansk. Phòng không Nga đã đánh chặn UAV đối phương ở khu vực Olenegos, cách sân bay Olenia 7 km. Trên trục Kupians, Svatov, lực lượng Moscow mở rộng vùng kiểm soát về phía bắc Pichane, chiếm một trong các vành đai rừng. Tại Pokrovs, các đội hình của Ukraine đã tiến hành một cuộc phản công ở đông bắc Novorodivka, đổ bộ một nhóm xung kích vào khu vực Olipka. Về phía Donetsk, những thành công của lực lượng Moscow được ghi nhận ở phía tây Krasnogorivka về phía Ochi. Ukraine Pravda đưa tin, báo cáo vào tối ngày 12 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 122 cuộc đụng độ đã được ghi nhận, hầu hết theo hướng Kurakhovsky và Pokrovsk. Báo cáo viết, đã có 122 cuộc đụng độ được ghi nhận, Moscow tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào lãnh thổ Ukraine bằng một tên lửa Iskander-M, 59 cuộc không kích, thả 81 quả bom KAB, đồng thời triển khai 751 UAV. Ngoài ra, đối phương thực hiện 3.391 đợt pháo kích. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng của họ đã bẻ gãy các đợt xung phong của RFAF ở Kharkov, Kupians, Liman, Sivers, Kramatos, Torres, Vremovsky và Iper. Cường độ các hoạt động theo hướng Pokrovsk vẫn ở mức cao. Số lượng cuộc đụng độ đã tăng lên 32. Tại Kurakovsky, vào thời điểm này trong ngày, có 48 cuộc đụng độ với cường độ khác nhau. Đối phương cố gắng tích cực nhất để đột phá vào các khu định cư Konstantinovka và Georgievka nơi diễn ra khoảng 75% tổng số trận chiến, báo cáo viết. Các nhà phân tích thuộc kênh DeepSet có liên hệ với Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, gọi tắt là GUR, đã cập nhật bản đồ vào sáng ngày 13 tháng 9, lưu ý rằng RFAF đã xâm nhập vào ba khu vực đông dân cư và gần hai khu vực ở vùng Donetsk. DeepSet ghi nhận đối phương tiến vào Makeyevka, Krasnogorivka, Krodovka cũng như gần Petchanoye và Prechizovka Dmitry Likovy, phát ngôn viên nhóm tác chiến Tavia, phát biểu trên sóng truyền hình quốc gia Unifil News của Ukraine cho biết, theo hướng sông Dnieper, lực lượng Moscow cố gắng chiếm giữ vùng xám ở tàng Ngạn. Ông Likovy nói đối phương nỗ lực đáng kể để chiếm giữ vùng xám trên các đảo được gọi là hoặc khu vực bị cắt bởi các kênh, Cờ sông Dnieper, nơi có nhiều chướng ngại vật trên mặt nước, cụ thể là bên tàng Ngạn. Ở đó các hoạt động chiến đấu có phần phức tạp do cần phải có hậu cần bằng thuyền, mô tô nước. Ông lưu ý rằng so với giai đoạn tương đối yên bình trước đây đang có sự leo thang mạnh mẽ. Theo đại diện nhóm tác chiến, các đơn vị Ukraine cố gắng giữ vững các vị trí ở bờ trái sông Dnieper, bắt đầu từ cửa sông và xa hơn về phía đông từ Krynki. Không quân Ukraine trên Telegram cho biết, vào tối ngày 12 tháng 9, một cảnh báo không kích đã được ban bố ở một số khu vực của Ukraine do UAV tấn công của Nga. Vào lúc 21 giờ 48 phút, một nhóm UAV Sahit được báo cáo từ khu vực Kherson đến khu vực Mykolaiv. Sau đó, từ 22 giờ 23 phút đến 23 giờ 20 phút, các thông tin cập nhật cho biết UAV xuất hiện ở Nikolaev, Kirovograd, Kherson, Kirovograd, Vinnytsia, Cherkasy và Mykolaiv. Sau nửa đêm, lúc 00 giờ 34 phút ngày 13 tháng 9, không quân Ukraine tiếp tục ghi nhận hoạt động của UAV đối phương trên nhiều khu vực khác nhau, bao gồm cả Odessa. Lúc 2 giờ 19 phút, cảnh báo có đoạn, cuộc tấn công của UAV Sahit từ biển Đen vẫn tiếp tục, nhiều nhóm UAV tấn công của đối phương đến Odessa, nhiều nhóm UAV đến Nikolaev, UAV ở Komennisky hướng về Tenopin. Ukraine đưa tin, thư ký báo chí Lầu Năm Góc, tướng Patrick Rieder cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ đánh giá các hành động phản công của RFAF ở khu vực Kursk, gọi chúng là không đáng kể. Ông nói, chúng tôi thấy rằng ở giai đoạn này, các đơn vị Nga bắt đầu cố gắng thực hiện một số hành động phản công nhất định ở khu vực Kursk. Tướng Mỹ gọi các hành động là nhỏ, tuy nhiên ông nói thêm rằng Lầu Năm Góc đang theo dõi các diễn biến. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận rằng lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công ở khu vực Kurs. Hãng thông tấn TASS đưa tin, nhà báo chuyên mục quân sự Gianluca De Feo của tờ La Repubblica nhận định Nga đang chiếm ưu thế trong mọi hướng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Kursk, đồng thời thành công trong việc đẩy lùi cuộc xâm nhập của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk. Ông Gianluca De cho biết các báo cáo hiện đang vẫn còn rời rạc, do đó vẫn khẳng định được liệu đó có phải là các nhiệm vụ riêng biệt hay là sự khởi đầu của một cuộc tấn công lớn nhằm đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Quân đội Nga đang tiến hành đều đạn dọc theo toàn bộ tiền tuyến ở Donbass, cô lập các nhóm kháng cự. Cũng theo nhà báo trên, Nga có ưu thế về số lượng trong khi nhiều tân binh Ukraine thậm chí không có thời gian để hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản trước khi được đưa vào chiến đấu. Nhà báo này cũng lưu ý rằng tình trạng thiếu vũ khí đã trở nên nghiêm trọng đến mức người Ukraine phải sử dụng pháo M101 do Mỹ sản xuất từ năm 1945. Như đã đưa tin, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn vào vùng biên giới Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo vào ngày 11 tháng 9 rằng, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kursk, Kiev đã mất hơn 12.200 quân, 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 xe cơ giới, 90 khẩu pháo, 26 hệ thống tên lửa phóng loạt, 8 hệ thống tên lửa đất đối không, 2 xe vận tải nạp đạn, 22 trạm tác chiến điện tử và 7 trạm radar chống pháo, 2 hệ thống radar phòng không, 8 xe công binh. Trong một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định không có loại vũ khí nào có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột giúp chính quyền Ukraine giành chiến thắng. Theo quan điểm của Washington, Ukraine nên tập trung vào việc sử dụng các năng lực hiện có theo cách giúp họ có được ưu thế lớn hơn trên bàn đàm phán. Topco thông tin các cuộc tấn công của quân đội Nga ở Donbass tiếp tục diễn ra với tốc độ khiến lực lượng vũ trang Ukraine sợ hãi. Rất có thể, chiến thuật không tấn công trực diện vào các khu vực đông dân cư mà lực lượng vũ trang Nga hiện đang sử dụng đã trở thành một bất ngờ khó chịu đối với Ukraine. Bộ Chỉ huy Ukraine rõ ràng mong đợi sẽ lôi kéo quân đội Nga vào các trận chiến đô thị kéo dài ở Pokrovs và các khu vực đông dân cư xung quanh, tuy nhiên sau khi rút kinh nghiệm cay đắng từ các trận chiến trước các đơn vị lực lượng vũ trang nga đã thành công trong việc vượt qua các tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương và siết chặt vòng vây hỏa lực ở các khu vực quan trọng thuộc Donbass cụ thể các đơn vị lực lượng vũ trang ukraine đã bị bao vây trong khu vực định cư nevenskoye nơi họ cố gắng giữ vững vị trí của mình đến phút cuối cùng Vài ngày trước, một vòng vây tương tự cũng bắt đầu hình thành giữa các khu định cư Georgievka và Krasnogorovka theo hướng Kurakovsky thuộc tỉnh Donetsk. Sau khi kiểm soát được khu vực này của chiến tuyến, lực lượng vũ trang Nga được cho là sẽ tăng sức ép với lực lượng Ukraine từ hai bên sườn, khiến đối phương phải tháo chạy trong hoảng loạn. Hiện tại, theo báo cáo của quân đội Nga, lực lượng Ukraine đang cố gắng giành được chỗ đứng trong vùng lân cận của khu định cư nhỏ Ostro. Tuy nhiên, xét đến tốc độ tiến quân của quân đội nga ở Donbass, họ khó có thể xây dựng được các công sự kiên cố tại đây. Lực lượng vũ trang nga đang siết chặt vòng vây đối với Pokrovsk, một trung tâm hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở mặt trận miền đông, đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tế cho binh sĩ Ukraine chiến đấu chống lại lực lượng nga. Giới chuyên gia nhận định Pokrovsk là cứ điểm cuối cùng của Ukraine trong cuộc đối đầu với cuộc tiến công của nga ở miền đông nếu để mất quyền kiểm soát thành phố này, Ukraine có thể sẽ tạo cơ hội cho tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk. Tuần trước, Ukraine hiện đã triển khai 4 tên 5 lữ đoàn dự bị hoạt động trên mặt trận Pokrovsk bắt đầu thực hiện các cuộc phản công nhỏ nhằm làm chậm đa tiến và đẩy lùi lực lượng Nga. Mỗi lữ đoàn có khoảng 2.000 binh sĩ và hàng trăm phương tiện quân sự. Các đơn vị này được cho là còn nguyên vẹn và được trang bị tốt. Một số trong lực lượng dự bị này đang tham gia cuộc chiến dọc theo phòng tuyến cuối cùng và các thị trấn kiên cố, cách Pogrovs cũng như các tuyến đường tiếp tế quan trọng khoảng 10 km. Điều này đang giúp họ ổn định trên tuyến, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Bộ Quốc phòng Nga hôm 12 tháng 9 đã công bố danh sách 10 khu định cư ở Kursk mà họ cho rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát hai ngày trước đó. Bộ cũng ước tính tổng số thương vong của Ukraine trong cuộc xâm nhập này lên đến hơn 12.500 quân. Mặc dù cách đây chưa lâu, ông Zelensky tuyên bố với truyền thông rằng Kiev dự định giữ lại vùng đất đã chiếm được ở Kursk trong tương lai gần, song hôm qua ông nói Ukraine không bị ảnh hưởng bởi dù bị đẩy lùi ở đó. Ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo ở Kiev song không nói rõ quy mô của phản công của Nga. Người Nga đã bắt đầu hành động phản công, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch của chúng tôi. Các báo cáo chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho biết quân đội Nga đã đẩy lùi các binh sĩ Ukraine ra khỏi phần phía đông của một khu vực ở Kursk mà họ từng chiếm giữ. Ông Zelensky cũng thúc giục phương Tây cho phép tấn công tầm xa vào Nga. Washington hiện chỉ cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự của Nga ở những vùng lãnh thổ đã sắp nhập vào Nga và một số khu vực biên giới Nga liên quan trực tiếp đến các hoạt động chiến đấu của Moscow song Kiev muốn được linh hoạt hơn để tấn công các sân bay quân sự của Nga và các mục tiêu quân sự khác xa hơn khỏi các tuyến đầu mà Ukraine cho rằng là rất quan trọng đối với cuộc xâm lược của Moscow. Ông Zelensky nói tại họp báo, sự chậm trễ trong quá trình này dẫn đến việc Nga di chuyển các mục tiêu quân sự này sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã đưa hàng ngàn binh sĩ vào August hôm 6 tháng 8 trong một cuộc tấn công qua biên giới lớn nhất mà Kiev thực hiện trong cuộc xung đột đang tiếp diễn với Nga. Các quan chức ở Kiev đã đưa ra một số lý do cho cuộc xâm nhập ở Kursk. Có thể Ukraine muốn bắt các binh sĩ Nga để trao đổi tù nhân, gây sợ hãi cho xã hội Nga, làm bẽ mặt Tổng thống Vladimir Putin, buộc Moscow phải điều động lại quân từ mặt trận Donbass và chiếm lãnh thổ Nga có thể được sử dụng như một quân bài trong các cuộc đàm phán hòa bình cuối cùng. Chiến dịch này được cho là một phần của kế hoạch chiến thắng bí mật mà Zelensky đã nói rằng ông sẽ trình bày cho Tổng thống Mỹ Joe Biden. Washington được cho là sẽ cung cấp các khả năng quân sự cần thiết để thực hiện điều đó, ông thêm vào. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thăm Kiev vào hôm 11 tháng 9. Theo Wall Street ông và người đồng cấp Anh David Lamy đã gặp gỡ lãnh đạo Ukraine để thảo luận về cách tốt nhất để định nghĩa chiến thắng của Ukraine. Sau hơn một tháng tiến hành chiến dịch đột kích táo bạo vào lãnh thổ Nga, Ukraine đã tận dụng sự bất ngờ và tốc độ để nhanh chóng vượt qua các tuyến phòng thủ của đối phương, đồng thời đạt được một số bước tiến, trong đó có việc kiểm soát 1.300 km vuông ở biên giới Nga. Nhưng vẫn chưa rõ tác động của chiến dịch này sẽ làm giảm hay là gia tăng triển vọng của Ukraine nhằm giành lợi thế trong cuộc chiến với Nga. Câu hỏi này đã trở thành chủ đề thảo luận của các chiến lược gia trên toàn thế giới. Nhiều chuyên gia quân sự đã đưa ra những ý kiến trái chiều về cuộc đột kích của Ukraine. Nhà nghiên cứu Odisha Lucevic của tổ chức Chatham House cho rằng cuộc tấn công Kursk là một thành công lớn của Ukraine. Đây là lần đầu tiên lãnh thổ Nga bị xâm nhập với quy mô lớn kể từ Thế chiến thứ hai. Sau hơn một tháng kể từ khi phát động chiến dịch đột kích vào Kursk, Ukraine đã kiểm soát được nhiều khu định cư và tiếp tục hoạt động tấn công. Họ khẳng định sẽ củng cố một vùng đệm có thể phòng thủ được bên trong nước Nga. Cùng chung quan điểm này, chuyên gia Pio Slet của Đại học Warsaw nhận định, ngoài lợi ích về mặt quân sự, chiến dịch xâm nhập Kursk còn là hoạt động mang tính tâm lý để chấn an tinh thần của các binh sĩ Ukraine sau nhiều tháng chiến đấu mệt mỏi trên chiến trường. Đây là động lực tinh thần mà quân đội Ukraine cần sau nhiều tháng Nga tấn công dữ dội bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các địa điểm quân sự cũng như là cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine điều đó rất quan trọng nhằm giúp Ukraine nâng cao khả năng huy động nguồn nhân lực vốn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn. Nhà báo quốc phòng Alama Alamazoul đánh giá việc giành được lãnh thổ ở Kursk mang lại cho Ukraine một con bài mặc cả để tìm cách buộc nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông Alama Alamazoul cho biết bằng cách xâm nhập lãnh thổ nga dưới lãnh đạo Ukraine đã đánh cược một canh bạc lớn mục tiêu cuối cùng của họ có thể không phải là chiếm và sáp nhập đất đai của Nga. Thay vào đó, họ muốn tạo ra một tình huống đe dọa đối với quân đội Nga, buộc Điện Kremlin phải rút quân khỏi chiến tuyến ở Ukraine để đối phó với mối đe dọa này. Do đó, lực lượng Ukraine sẽ dễ dàng phòng thủ hơn trên chính lãnh thổ của họ. Ngoài ra, Kiev sẽ có một số đòn bẩy trong trường hợp diễn ra các cuộc đàm phán. Michael Koman nhà nghiên cứu cấp cao tại quỹ kennedy vì hòa bình quốc tế và Dobley nhà phân tích tại viện nghiên cứu chính sách đối ngoại lập luận rằng ngoài việc chứng minh sức mạnh của ukraine và thách thức nga thành công ở Kursk có thể ảnh hưởng đến các nhà hoạch định chính sách của mỹ trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần một trong những mục tiêu của chiến dịch này là khiến phương tây tăng cường viện trợ và thay đổi các hạn chế về vũ khí đối với ukraine Giới lãnh đạo ở Kiev cho rằng thành công tại Kursk sẽ giúp nới lỏng sức ép của Mỹ buộc Ukraine phải đàm phán với Nga. Ngoài ra, chiến dịch tấn công Kursk có thể làm thay đổi nhận thức của phương Tây về năng lực của Ukraine. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khác lại đưa ra quan điểm trái ngược khi cho rằng chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi Ukraine phải rút khỏi Kursk và tái triển khai trở lại ở chiến trường miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến quân đều đặn. Theo báo cáo mới nhất từ Economist, trong hai tháng qua, Nga đã dành hầu hết nguồn lực vào việc tấn công trung tâm hậu cần Pokrovs ở Donbass, nằm ngay phía tây bắc Kurakove. Trung tâm của cuộc giao tranh đã chuyển đến các thị trấn Ukraine và Halitsynivka, cách Kurakove khoảng 15 km về phía bắc. Nga tuyên bố rằng lực lượng nước này đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Novohradsk, thị trấn nhỏ này nằm cách Pokrovsk, một thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, chưa đầy 9 km, nơi giao nhau giữa các tuyến đường sắt và đường bộ. Quân đội Nga đã tiến nhanh từ phía đông khi họ thực hiện kế hoạch giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass. Nếu lực lượng Nga chiếm được Pokrovsk, họ sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế quan trọng, cô lập các đơn vị Ukraine đang bảo vệ các khu vực quan trọng khác ở Donetsk. Theo Andrew Latham, thành viên cấp cao tại Viện Hòa Bình và Ngoại Giao, cảnh báo nếu Ukraine để mất Pokrovsk, thì điều này có thể gây ra hiệu ứng dây chuyền dẫn đến sự sụp đổ hầu như toàn bộ hệ thống phòng thủ của họ tại khu vực Donetsk. Quân đội Ukraine ở những khu vực này phụ thuộc rất nhiều vào các tuyến đường tiếp tế đi qua Pokrovsk để có đạn dược, quân tiếp viện và hỗ trợ hậu cần. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với các tuyến tiếp tế này đều có thể làm suy yếu nghiêm trọng khả năng giữ vững vị trí của họ trước các cuộc tiến công của Nga, đồng thời cho phép Moscow giành thêm lợi thế ở miền đông Ukraine thay thế tiến trình của cuộc xung đột. Về mặt quân sự, ông Latham lập luận rằng cuộc tấn công vào Kursk không mang lại bất cứ lợi ích đáng kể nào cho Ukraine. Thay vì buộc Nga phải rút lực lượng ra khỏi Donetsk, nó đã khiến Ukraine phải chuyển hướng những đơn vị thiện chiến nhất và trang thiết bị tiên tiến ra khỏi các mặt trận quan trọng về mặt chiến lược. Sự thay đổi này không chỉ làm suy yếu thế phòng thủ của Ukraine ở khu vực Donetsk mà còn làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân lực cũng như là những thách thức mà lực lượng Ukraine phải đối mặt trong việc giữ vững các vị trí phòng thủ sung yếu. Ông Latham nhấn mạnh, đối với Ukraine, chiến dịch xâm nhập Kursk khiến họ bỏ lỡ cơ hội củng cố các vị trí phòng thủ của mình ở phía đông đối với nga, cuộc tấn công cất của ukraine có thể được coi là một cơ hội lớn vì nó đã khiến kiev rút nguồn lực ra khỏi các mặt trận quan trọng hơn bằng cách duy trì sự tập trung vào Donetsk. lực lượng nga đã có thể tận dụng lợi thế của họ và tìm cách khai thác điểm yếu của ukraine dọc theo mặt trận phía đông. nhà phân tích này nói thêm, việc nga tiếp tục tập trung vào các mục tiêu chiến lược như pokrovsk phản ánh một chiến lược rộng hơn nhằm củng cố các lẫy của họ ở miền đông ukraine. Nếu chiếm được các trung tâm hậu cần và mạng lưới giao thông quan trọng, Nga sẽ cải thiện đáng kể vị thế, có khả năng mở đường cho những bước tiến xa hơn vào lãnh thổ Ukraine, nắm giữ và dẫn đến sự đột phá quyết định. Để giành lợi thế trong trận chiến ở Kursk, Ukraine đã phải điều động những đơn vị giỏi nhất và giàu kinh nghiệm nhất của nước này cùng với lực lượng nòng cốt được triển khai từ lực lượng tấn công đường không tinh nhuệ của Ukraine một số đơn vị đã được rút khỏi tiền tuyến ở Donetsk và Kharkov, nơi họ đang chiến đấu chống lại các đợt tấn công của Nga, trong khi những đơn vị khác đóng vai trò là lực lượng dự bị quan trọng để ngăn chặn đà tiến của đối phương. Các chuyên gia Kopman và Lee lưu ý, cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi quá nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Hai chuyên gia là Copman và Lee nhấn mạnh cuộc tấn công không khắc phục được sự mất cân bằng về nhân lực và vật lực trong cuộc chiến. Hiện tại, Nga vẫn giữ được lợi thế về số lượng binh sĩ, thiết bị và đạn dược. Nga đã giành được hơn 1.200 km vuông lãnh thổ kể từ tháng 10 năm 2023 và tiếp tục đạt được những bước tiến mới kể từ khi Ukraine tấn công Kursk. Gần đây, tốc độ tiến quân của Moscow đã tăng tốc và vị thế của Kiev ngày càng trở nên bấp bênh dọc theo một số khu vực của mặt trận các cuộc tấn công của Nga có thể hiệu quả hơn vào mùa đông khi những tán lá rậm rạp trong các khu vực mà lực lượng Ukraine ẩn náu biến mất. Theo các chuyên gia này, việc Nga không đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi Kurs có thể không phải là dấu hiệu cho thấy sự bất lực mà là một động thái rõ ràng và có chủ đích nhằm đạt được mục tiêu lớn hơn ở miền đông Ukraine. Nga có thể giành lại Kurs mà không gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh cuộc xung đột toàn diện ở Ukraine đang trở thành cuộc chiến tiêu hao thì nga vẫn có nhiều cơ hội hơn với nguồn nhân lực vũ khí và công nghệ tốt hơn sau front đưa tin, lực lượng vũ trang liên bang nga đã thực hiện các cuộc tấn công chính xác nhằm vào hậu phương Ukraine phá hủy các cơ sở hạ tầng tại các sân bay quân sự cơ sở năng lượng kho bãi hỗ trợ hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine trên tiền tuyến cụ thể, đêm ngày 12 tháng 9, lực lượng Nga đã phát động một làn sóng tấn công mới trên khắp Ukraine, hơn 60 UAV kamikaze tức là UAV tự sát của Nga, nhắm vào các vùng hậu phương của quân đội Ukraine. Các vụ nổ vang rèn ở Kiev, Poltava, Vinitsa, Chekasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Kherson và các vùng khác. Máy bay không người lái của Nga đã tấn công một số sân bay của không quân Ukraine, trong đó có sân bay Staro-Konstantinov ở vùng Khmelnytsky, Konotov ở vùng Sumy, Nezin ở vùng Chernihiv và sân bay ở vùng Dnepropetrovs. Trong khi đó, một loạt các cuộc không kích đã phá hủy các mục tiêu tại thị trấn Konotov ở vùng biên giới Sumy. Chính quyền địa phương cho biết tình hình trở nên nghiêm trọng sau khi các cuộc không kích phá hủy một cơ sở năng lượng. Trạm biến áp Konotov 300 tại địa phương có thể đã bị tấn công. Theo các báo cáo tại địa phương, các mục tiêu bị phá hủy cũng bao gồm các cơ sở được sử dụng làm nơi ở cho quân nhân Ukraine, Thị trấn Konotop là một trung tâm hậu cần quan trọng được lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng để chuyển nhân lực và thiết bị quân sự đến biên giới Nga và đến khu vực Kursk. Theo báo cáo từ tiền tuyến, bom hạng nặng của Nga đã tấn công vào các vị trí quân sự của Ukraine ở phía đông khu vực Kharkiv. Một cuộc tấn công lớn đã được báo cáo gần làng Kolesnikovka nằm trên bờ phía đông của hồ chứa nước Oskol. Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận các cuộc không kích, báo cáo chính thức tuyên bố rằng không quân tác chiến và chiến thuật, máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh của các nhóm quân thuộc lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công các cơ sở hạ tầng tại các sân bay, các cơ sở năng lượng, hỗ trợ các hoạt động của lực lượng vũ trang Ukraine cũng như các khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 134 quận. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vẫn tiếp diễn trong ngày, nhiều mục tiêu bị phá hủy có thể sẽ được ghi nhận trong khi đó lực lượng vũ trang ukraine cũng đang nỗ lực tấn công các cơ sở hậu phương của nga bằng máy bay không người lái song các nỗ lực của ukraine một lần nữa không mang lại kết quả theo bộ quốc phòng nga năm máy bay không người lái của ukraine đã bị phá hủy trong đêm ở các khu vực biên giới và ba máy bay bị phá hủy vào ban ngày Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga thông qua các hoạt động phản công đã thành công giành lại 10 khu định cư ở vùng biên giới Kurs từ phía Ukraine trong hai ngày qua. Thông báo nêu rõ lực lượng vũ trang Nga tiếp tục hành động để đánh bại nhóm chiến đấu Ukraine xâm nhập vào lãnh thổ vùng Kurs. Trong quá trình hành động tấn công, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Bắc đã giải phóng 10 khu định cư sau hai ngày qua. Apanasovka, Biakovo, Vyshovka, Viktorovka, Nutiapskoye, Obukhovka, Snagos vào ngày 10 tháng 10. Bộ Quốc phòng Nga đồng cho biết các hoạt động trinh sát và tìm kiếm vẫn tiếp tục diễn ra ở các khu vực rừng rậm để phát hiện và tiêu diệt các nhóm phá hoại của Ukraine đang cố gắng xâm nhập sâu hơn vào bên trong nước Nga. Thiếu tướng Apti Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga và chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akmat cho biết Lực lượng Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tiến công bất thành ở một số khu vực thuộc vùng Kursk. Ông Alodinov nói, trong khu vực của chúng tôi, Ukraine đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua, không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục tiêu diệt lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn chặn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phân lớn thành công trong việc này. Ukraine cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị. Ông Alaudinov nhấn mạnh rằng tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ukraine cũng đã cố gắng giành lại vị trí của mình vào hôm qua theo hướng Tekino. Song các đơn vị của quân đội Nga, bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù, đã đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả và giành được chỗ đứng trong khu vực đó. Theo tướng Nga, kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào vùng Kurs vào ngày 6 tháng 8, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất ít nhất 7.000 quân chỉ riêng ở quận Suza. Trong khi đó, số liệu tính đến ngày 11 tháng 9 của Bộ Quốc phòng Nga cho thấy, trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động chiến đấu ở khu vực Kurs, Ukraine đã mất hơn 12.200 quân nhân. Ngoài ra, Ukraine cũng tổn thất 96 xe tăng, 42 xe chiến đấu bộ binh, 77 xe bọc thép chở quân, 656 xe chiến đấu bọc thép, 401 xe cơ giới, 90 khẩu pháo, 26 hệ thống tên lửa phóng loạt, bao gồm 7 bệ phóng tên lửa HIMARS và 5 MLRS M270. 8 hệ thống tên lửa đất đối không, 2 xe vận tải nạp đạn, 22 trạm tác chiến điện tử và 7 trạm radar đa đa chống pháo, 2 hệ thống radar đa đa phòng không, 8 xe công binh, trong đó có 2 xe dọn chướng ngại vật và 1 xe giả phá min UR-77. Số lượng các cuộc tấn công có chủ đích vào các cơ sở dân sự, các vụ nổ súng vào dân thường Nga đang tăng mạnh mỗi ngày. Chúng ta có thể thấy tất cả những điều này bao gồm cả trong khuôn khổ cuộc xâm nhập có động cơ khủng bố của Ukraine ở khu vực Kursk, nơi mà lực lượng Kiev đang liên tục bị đánh bật và sẽ tiếp tục bị đẩy lùi, chắc chắn là như vậy. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại một cuộc họp với các đại sứ về vấn đề Ukraine hôm 12 tháng 9. Ngoại trưởng Nga cũng nhấn mạnh các cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng dân sự và dân thường ở các khu vực Belgorod và Bryansk cũng như các vụ phóng máy bay không người lái tấn công định kỳ ở các khu vực biên giới khác của nga đã diễn ra trong hơn một năm ông lavrov cáo buộc chính phương tây đã cung cấp cho ukraine các loại vũ khí tấn công được sử dụng trong các cuộc tấn công khủng bố sau khi phương tây chuyển giao những vũ khí này họ làm ngơ về cách chúng được sử dụng phương tây nói rằng từ thời điểm vũ khí vượt qua biên giới ukraine và đại diện của lực lượng ukraine sử dụng chúng không còn là vũ khí của chúng tôi nữa chúng trở thành của ukraine và kiev có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với việc sử dụng những vũ khí này. Đây là những gì Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell và nhiều chính trị gia EU và NATO khác đã nói. Ông Lavrov nói thêm. Theo nhà ngoại giao Nga, quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công bên trong lãnh thổ Nga đã được đưa ra từ lâu và giờ đây phương Tây đang sử dụng chiêu trò truyền thông để công khai quyết định này trước công chúng. Chúng tôi biết rõ rằng phương Tây gọi cuộc chiến mà họ đang tiến hành với Nga là cuộc chiến sinh tồn. Họ tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho chúng tôi, ông Lavrov tuyên bố. Thiếu tướng Ati Alaudinov, phó tổng cục trưởng tổng cục chính trị, quân sự của lực lượng vũ trang Nga, kiêm chỉ huy đơn vị biệt kích đặc nhiệm Akhmat, hôm nay nói rằng lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề sau những nỗ lực tiến công thất bại ở một số khu vực của tỉnh Kursk. Trong khu vực của chúng tôi, đối phương đã cố gắng tiến qua theo hai hướng trong ngày qua. Họ đã không thành công và chịu tổn thất nặng nề. Chúng tôi tiếp tục xóa sổ lực lượng đối phương, phá hủy thiết bị của họ. Chúng tôi đang cố gắng cô lập đối phương để ngăn họ di chuyển tự do. Các đơn vị của chúng tôi đã phần lớn thành công trong việc này. Đối phương cũng đang chịu tổn thất nặng nề về thiết bị. Ông nói, tướng Alaudinov Al nhấn mạnh rằng tình hình vẫn khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Ông cho biết Ukraine cũng đã cố gắng giành lại vị trí vào hôm qua, theo hướng Tetkino. Các đơn vị hoạt động ở đó bao gồm lính thủy đánh bộ và lính dù đã đẩy lùi đối phương một cách hiệu quả trong vài ngày qua và giành được chỗ đứng trong khu vực đó, ông nói thêm. Tổng thống Vladimir Putin hôm 5 tháng 9 tuyên bố nhiệm vụ thiêng liêng của lực lượng vũ trang Nga là làm mọi cách để đẩy lùi đối phương khỏi Kursk, nơi Kiev phát động cuộc xâm nhập lớn nhất của lực lượng nước ngoài vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II. Theo Tổng thống Putin, bằng cách điều động một số lượng lớn đơn vị được huấn luyện tốt vào khu vực biên giới Nga, Ukraine đã làm suy yếu khả năng phòng thủ của chính nước này và cho phép Moscow đẩy nhanh tốc độ tiến công ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng cuộc tấn công vào tỉnh Kursk là một nỗ lực nhằm đưa chiến tranh đến lãnh thổ Nga, buộc Nga phải đàm phán hòa bình và tạo ra vùng đệm để ngăn chặn các cuộc tấn công của Moscow vào khu vực Sumy lân cận ở Ukraine. Ukraine tuyên bố kiểm soát khoảng 1.300 km vuông lãnh thổ Nga và bắt giữ gần 600 tù binh Nga sau hơn một tháng đột kích qua biên giới. Sau Front đưa tin, những ngày gần đây, quân đội Nga tại khu vực Kursk đã phát động một loạt các cuộc phản công thành công. Đến ngày 11 tháng 9, theo giờ địa phương, hơn 10 khu định cư đã được giải phóng dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga. Cụ thể, Snagosk, apanasovka godefka và các khu định cư khác đã được giải phóng lực lượng vũ trang ukraine đã rút lui khỏi vùng ngoại ô korenevo và onkovka trong khi đó binh sĩ nga cũng đổ bộ vào obukhovka tại đây lực lượng ukraine đã chạy trốn khỏi ngôi làng theo Safran, phòng thủ của Ukraine sụp đổ rất nhanh vì cuộc tấn công của Ukraine chủ yếu được phát động bởi các nhóm nhỏ và việc chuyển giao lực lượng lớn cũng gặp khó khăn, nên Ukraine đã không thể củng cố vị trí của mình tại các khu định cư đã chiếm được ở hai bên sườn. Các cuộc phản công của Nga dẫn đến việc quân đội Ukraine phải bỏ chạy. Binh lính Ukraine bỏ lại các thiết bị quân sự và quân đoàn với những người đồng đội đã hy sinh. Nhiều nhóm binh sĩ Ukraine bị bao vây và tiêu diệt. Hàng chục đơn vị Ukraine đã đầu hàng hơn nữa, hướng phản công của Nga đang đe dọa toàn bộ nhóm Ukraine ở khu vực Kursk. Các lực lượng Nga hiện đang tiến nhanh dọc theo biên giới quốc gia. Họ chỉ cách con đường đến xuất ra, khu tái định cư lớn nhất và là thành trì chính do Ukraine kiểm soát là 15 km. Tuyến đường tiếp tế chính cho các lực lượng Ukraine có nguy cơ bị cắt đứt sớm. Cùng lúc đó, quân đội Ukraine mất hết sáng kiến ở các hướng khác, bỏ chạy về phía Tây Bắc quân đội Nga bị cuốn vào các trận phản công xung quanh Sút các cuộc tấn công của Ukraine bị đẩy lùi gần Malaya, Lognia, Boki. Bộ chỉ huy quân sự Ukraine không có thời gian để do dự, thay vào đó họ gửi thêm quân tiếp viện làm suy yếu khả năng phòng thủ theo các hướng khác ở Donbass. Một chiến thắng của Kyiv đang biến thành một thất bại chiến lược. Các chuyên gia quân sự Nga và phương Tây đều so sánh cuộc xâm lược của Ukraine vào khu vực Kursk với cuộc phản công thất bại trên mặt trận Zaporizhia phía nam năm ngoái, cũng như với trận chiến vô nghĩa giành chỗ đứng ở Krynki trên bờ sông Dnipro của Nga. Lực lượng dự bị lớn của Ukraine đã bị dồn vào một cái bẫy do chính mình răng ra. Những người lính Ukraine suy sụp tinh thần và kiệt sức, một lần nữa không hiểu được mục tiêu của các hoạt động mạo hiểm này là gì. Theo New York Times, Pokrovsk là đầu mối giao thông quan trọng của toàn vùng Donbass với nhiều tuyến đường sắt và đường bộ huyết mạch nếu Nga kiểm soát được thành phố này, các tuyến tiếp tế chính cho quân đội Ukraine tại các thành trì còn lại trong khu vực sẽ bị cắt đứt, đồng thời tạo điều kiện cho lực lượng Nga uy hiếp các vị trí ở phía Nam. Tình hình này đặt ra thách thức to lớn cho Ukraine khi họ đã phải rút lui với tốc độ đáng báo động trong tháng 8. Hiện, hai tuyến công sự dày đặc của Ukraine vẫn nằm giữa tiền tuyến và thành phố Pokrovsk với các chiến hào chống tăng để làm chậm các phương tiện tiến công của Nga. Ngoài ra, còn có hàng chục chiến hào bao quanh để bảo vệ các đơn vị bộ binh và sông cối. Tuần qua, Ukraine đã tăng cường lực lượng bảo vệ các tuyến đường xung quanh Pogrovs. Do đó, Nga thay vì tấn công trực diện vào thành phố, đã chuyển hướng tấn công về phía nam nhằm mở rộng mặt trận và tạo thế bao vây quân đội Ukraine giữa Pogrovs và Kudakove. Chiến thuật này giúp Moscow hình thành một vạc dầu để dồn ép đối phương vào bên trong. Các nhà phân tích cho rằng cuộc tấn công của Nga nhằm tiến về Pokrovsk là một nỗ lực thành công nhất của họ tại Donbass trong mùa hè này. Trên các mặt trận khác ở phía đông, mặc dù Nga đã liên tục tấn công trong nhiều tháng, nhưng kết quả đạt được lại khá hạn chế. Điển hình là cuộc tấn công kéo dài gần một năm về phía thị trấn Chasipya, nơi Nga chỉ tiến được chưa đầy 5 km. Trong suốt cuộc xung đột, Pokrovsk đã trở thành trung tâm hành chính, chính trị và hậu cần của vùng Donetsk. Vì vậy, bất kỳ bên nào kiểm soát thành trì chiến lược này cũng có quyền kiểm soát luôn cả các con đường ở phía bắc và phía nam. Trước đó, Ukraine đã bất ngờ tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào tháng 8, nhưng hiệu quả lâu dài của nó vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Mặc dù gây ra sự phân tán lực lượng của Nga, nhưng mục tiêu buộc Moscow phải rút lui khỏi Donbass để đối phó với mối đe dọa từ phía bắc vẫn chưa đạt được. Phía Nga cũng tuyên bố sẽ sớm đẩy lùi lực lượng Ukraine ra khỏi lãnh thổ vùng biên giới và cảnh báo đối phương về một đòn đáp trả tương xứng. Tuy nhiên, sự tiến triển nhanh chóng của cuộc chiến được cho là có thể bị đình trệ bởi những cơn mưa mùa thu, biến chiến trường thành một biển bùn, cản trở sự di chuyển của các phương tiện hạng nặng.